Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cổng nhôm đúc nhũ đồng màu vàng dành cho biệt thự. Ở đây thì về phần cổng thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn như sau. Ở đây là bộ cổng này là có cái độ rộng là 2,5 m. Và ở đây thì cổng cũng có sử dụng cái phần motor tự động để đóng mở điều khiển qua remote và điện thoại. Phía bên trên của cổng là có mái, và ở đây là cái phần cổng bằng nhôm đúc thì sử dụng cái phần là uốn cong lượn ở trên đỉnh xuống hai vai. Phía dưới huỳnh thì là sử dụng cái phần huỳnh đặc, và cái phần nan ở đây thì sử dụng những cái nan có móc tạo nên những cái điểm nhấn cho cái cổng biệt thự này. Motor ở đây chúng tôi sử dụng motor Roger của Italia để lắp cho bộ cổng nhôm đúc này. Ở chính giữa là cái phần quả táo làm cái trung tâm, và tất cả bộ cổng này thì có sử dụng cái phần sơn nhũ đồng để tạo màu cho sản phẩm. Các bạn để ý là cái phần sơn nhũ đồng thì là cái lớp ngoài cùng của lớp sơn, thì là chúng tôi sẽ pha cái phần bột đồng để trộn với sơn, sau đó là bắn lên sản phẩm, thì khi sản phẩm lên sẽ có cái phần nhũ đồng, và cái phần màu đậm là cái phần lớp nhũ bên ngoài, và khi chúng tôi lau ra thì nó sẽ lộ lên những cái phần màu đồng như thế này. Đây là một cái bộ cổng rất là đẹp, nó tương đối là chắc chắn. Ở bên cạnh đó thì gia chủ có sử dụng thêm cái phần ô thoáng cho hàng rào, cũng như là cái phần chông gai bằng nhôm đúc. Ở đây chông gai là sử dụng cái chông gai cong uốn lượn theo cái bức bình phong giữa cửa. Hai cái ô thoáng sử dụng hai cái nhôm đúc là hình cái bông hoa. Ở đây thì phần ô thoáng này thì hơi thấp so với cái bức bình phong. Đây là do cái thiết kế bên xây dựng. Phía bên trên thì có sử dụng cái phần lan can nhôm đúc, và các cái đầu trụ là sử dụng cái phần lồng đèn nhôm đúc. Đây thì mình sẽ chia sẻ sơ qua với các bạn cái bộ cổng nhôm đúc kết hợp với cái phần chông gai cũng như là lan can và phần ô thoáng của căn biệt thự. Nếu quý vị có nhu cầu làm về cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số hotline là 0946 266 860. Xin chào quý vị và các bạn.